Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em chia sẻ với cả nhà cách làm cà pháo muối chua ngọt chay vừa trắng giòn nè và để được lâu nữa. Cách làm thì rất là đơn giản và nhanh gọn nữa. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ đi nấu cái nước ngâm cà pháo trước nha cả nhà. Em sẽ cho vào cái nồi này là 300ml giấm nè. Giấm này là nhà nuôi nha cả nhà. Nếu mà cả nhà mình sử dụng cái giấm công nghiệp thì mình sẽ pha với tỷ lệ là 250ml nước và 50ml giấm nha. Và tiếp tục em cho vào đây là 50ml nước mắm chay nè. Em sẽ cho tiếp vào đây là 125g đường cát vàng nha cả nhà. Cả nhà không có đường cát vàng thì mình thay thế bằng đường cát trắng cũng được. Bây giờ thì mình chỉ cần nấu cái nồi này cho nó sôi già lên như thế này nè. Rồi mình sẽ tắt bếp và để thật là nguội nha. Và để rút ngắn cái quá trình mà ngâm cà pháo thì em sẽ nấu thêm một cái nồi nước nữa. Nồi này thì em sẽ cho vào đây là 1 lít nước nè. Tiếp theo thì em sẽ cho là 100ml giấm và 1 muỗng canh muối hạt. Đó thì mình cũng nấu cho nó sôi lên và mình tắt bếp và để thật là nguội để mình rửa cà pháo cả nhà. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành cái bước cắt cà pháo. Em sẽ cho vào thao là 1 lít nước lọc, 1 muỗng canh muối hạt và em sử dụng là 4 quả tắc. Em sẽ vắt lấy nước cho vào đây nha cả nhà. Để mình cắt cà pháo mình cho trực tiếp vào cái nồi nước này để cho cái cà pháo của mình nó được trắng nha. Và em sử dụng ở đây là 400g cà pháo. Cà pháo để ngâm cho nó giòn ngon thì cả nhà lựa cái loại cà pháo trắng và cà pháo còn tươi mới thì nó sẽ giòn và ngon hơn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắt cái cà pháo thôi. Cắt cuốn rồi mình sẽ cho trực tiếp vào cái thau nước ngâm lúc ban đầu mình đã chuẩn bị á. Cả nhà nhớ đeo bao tay vào cắt nha. Nếu mà không đeo bao tay thì cái mũ cà pháo nó bị dính tay mình, nó sẽ bị đen tay nha cả nhà. Đó, trái lớn thì mình sẽ chẻ đôi, chẻ ba. Còn trái nhỏ thì mình có thể giữ nguyên đó nha. Sau khi mà cắt xong thì mình sẽ cho vào cái thau nước muối nè cả nhà. Đó, mình ngâm liền luôn ha. Để cho cà pháo của mình nó được trắng. Và đây là cái phần cà pháo mà em đã vừa cắt xong nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái rổ đè cái cà pháo này xuống cho nó ngập sâu ở trong nước muối và chanh nha cả nhà. Đó, em lấy cái chén em đậy là như thế này và mình sẽ để nó sang một bên đến khi nào mà cái nước mà ngâm của mình nó nguội thì mình sẽ tiến hành tới mình ngâm ha. Và cái nguyên liệu tiếp theo em dùng ở đây là 40g củ riềng nha cả nhà. Củ riềng thì mình dễ dàng mua ở các cái quầy rau á. Một củ tỏi nè, 3 trái ớt sừng không cay và 5 trái ớt cay. Tất cả những nguyên liệu này em sẽ đem đi băm nhỏ nó hết luôn. Và để cho tạo cho cái màu nước ngâm nó đẹp á, thì em cho tiếp vào đây là nửa muỗng canh ớt bột Hàn Quốc. Còn cả nhà không có thì không cho vào cũng được nha. Và sau khi mình kiểm tra mình thấy cái nước ngâm của mình nó đã nguội rồi thì mình sẽ bắt đầu đi rửa cà pháo nha cả nhà. Rồi bây giờ thì em sẽ rửa cà pháo với nước lại 3 lần nha cả nhà. Nếu mà mình rửa sớm á, mình để ở ngoài á cả nhà, thì cái cà pháo của mình nó sẽ bị đen á. Cho nên là khi nào mà nước ngâm nguội thì mình mới tiến hành mình làm cái bước rửa cà pháo. Thì theo như cách thông thường á, thì khi mình rửa như vậy nè, rồi mình để cho nó ráo nước rồi mình mới ngâm được. Tuy nhiên thì khi mà mình để lâu thì cà pháo bị đen. Thứ nhất, thứ hai là nếu mà mình làm liền á, thì cái nước có trong cà pháo nó còn đọng lại. Cả nhà mình ngâm thì mình không có bảo quản được lâu. Cho nên là mình sẽ rút ngắn thời gian bằng cái bước này. Cái bước là mình sẽ rửa lại với cái nước giấm và muối mình đã nấu lúc ban đầu cả nhà. Đó, sau khi nó thật là nguội rồi thì mình sẽ rửa qua một lần nước này nữa. Sau đó thì mình sẽ cho ra rổ, mình để khoảng 1-2 phút sau là mình có thể đem cà pháo mình ngâm được rồi. Đó, cái bước này thì rút ngắn thời gian cho mình rất là nhiều luôn. Với lại là khi mình rửa qua cái nước này rồi, khi mình ngâm á cả nhà, ví dụ cái nước nó còn đọng lại trong cà pháo đi nữa thì nó cũng không có sao ha. Thì cà pháo của mình vẫn bảo quản được lâu. Bây giờ thì em sẽ cho hết cái phần tỏi ghiền và ớt băm á cả nhà, mình sẽ cho hết vào cái nồi nước ngâm của mình nha. Đó, bây giờ thì nó đã thật sự là nguội hẳn rồi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ quậy đều nó lên và mình sẽ cho cà pháo vào đây thôi.
Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nó vào keo lọ nha cả nhà. Keo lọ thì cả nhà nhớ mình rửa. Rồi sau đó mình khử trùng qua nước sôi hoặc mình có thể đem ra phơi nắng. Và cả nhà lưu ý là mình nhớ có cái miếng gài cả nhà. Cả nhà nhớ gài cho cái cà pháo mình nó ngập sâu trong cái nước ngâm nha cả nhà, thì cà pháo nó không bị đen. Còn nếu mà cả nhà không có miếng gài thì cả nhà có thể sử dụng cái cách như em, là mình cho cái nước ngâm còn dư á, đó mình cho vào cái túi ni lông rồi mình buộc lại rồi mình để lên phía trên mặt như vậy nè. Tại sao mình phải dùng cái nước ngâm? Tại vì nếu mà cái bọc mình lỡ mà nó có bị xì á cả nhà thì nó cũng là cái nước ngâm thôi, chứ nó không phải là cái nước trắng mà mình để vào. Nếu nước trắng thì nó sẽ phải bị hư cái mẻ cà pháo của mình ha. Rồi bây giờ thì mình chỉ cần để 2 ngày sau thì mình có thể ăn được rồi đó cả nhà. Và đây là cái thành phẩm sau 2 ngày nè cả nhà. Đó, bây giờ thì mình mở keo ra và mình kiểm tra xem cái cà pháo của mình nó như thế nào nha. Và cả nhà lưu ý là khi ăn á, mình ăn bao nhiêu mình lấy ra bấy nhiêu. Rồi còn lại đó thì mình cũng dằn cái bọc, cái túi nước ngâm lên như lúc ban đầu nha cả nhà. Để cà pháo của mình nó không bị đen nha. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em dùng thử một miếng cà pháo xem nó có giòn không nha cả nhà. Giòn lắm cả nhà ơi, vị thì chua chua ngọt ngọt, rất là vừa phải luôn, rất là ngon. Đối với những ai mà không có thích cái mùi cà pháo cả nhà, không ăn được cái mùi cà pháo thì hãy mạnh dạn thử một lần với cái cách này. Thì khi mình ăn á, mình nghe cái mùi cà pháo rất là ít nha cả nhà, rất là dễ ăn luôn. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ thích cái món ngày hôm nay. Và nếu yêu thích kênh thì hãy bấm like, chia sẻ kênh và cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh ủng hộ em nha. Và đừng quên bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới ha. Bây giờ thì bye bye.